Chị đây cái tượng này sao đây hoa khúc bất tử. Dạ. Đẹp không chị? Đẹp quá. Hồi đó em đến là chưa có xong. Chắc chưa xong. Ừ. Cái chỗ này mình không biết độ cao của Phật là bao nhiêu ha. Tượng cao 17 mét nè. 17 mét nặng 3 tấn, được làm từ 650.000 bông hoa bất tử bởi 30 nghệ nhân, 600 Phật tử, làm trong 36 ngày. Đó. Kỷ lục thế giới tượng Bồ Tát Quán Thế Âm làm bằng hoa bất tử. Ủa vậy sao ra ve chai là sao? Không, không, hồi nãy em nói lộn, ve chai là con rồng á. Ờ. Ve chai là con rồng mà tất cả đây là đều chai hết chị, chai xanh nè. À, đây nè, đúng rồi, đây là hoa bất tử. Hoa cúc bất tử nè mọi người. Có đây ở trên này. Có. Hả? Có. Còn chị nhìn thấy những cái cảnh này nè đều là làm bằng sành đó chị. À, làm bằng sành. Đập ra làm bằng sành, còn cái con rồng đâu, riêng con rồng là làm bằng chai. Chai. Đẹp quá. Còn đang làm. Đẹp còn quá mọi người ơi. Còn bác Hang làm luôn. Mưa kìa. Ở mưa. Ở bên kia là mưa kìa, bên kia là mưa, bên đây chúng tôi không có mưa. Nhìn bên kia đồi kìa, là sương, là mù, là mưa gì đó không biết. Rồi